Xin chào tất cả các bạn nha. Sau những ngày dán bóng vì kênh YouTube mình đã bị dính một nguyên tắc cộng đồng nên YouTube không cho mình đăng video được các bạn. Thì hiện tại YouTube đã cho mình đăng được nên mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các bạn những dự án để kiếm những cái đồng coin cũng như là những cái token đang list sàn hoặc là chưa list sàn các bạn. Thì tiếp tục video này mình sẽ chia sẻ các bạn là một dự án rất là cũ nhưng rất là ngon luôn các bạn. Mình sẽ đã dự án hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình lau chạy bull để kiếm cái để đào con tóc cần có kỳ hiệu là BSV này bạn. Thì trên thông tin của con tóc cần BSV này nó sẽ list trên sàn Binance nha các bạn, rất là ngon luôn. Và trên tàu Twitter nó cũng có thông báo nữa bạn, nó sẽ list trên sàn Binance nha các bạn. Mình cũng đã dịch ra các bạn. Chúng tôi rất vui khi nó gần Bitswap sẽ sớm được niêm yết trên sàn Binance nha các bạn. Thì để tham gia dự án lão chạy bull thì các bạn cần copy cái phần link dưới mô tả dưới video của mình nha bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt chiếc chocolate của mình ra nè. Bạn chọn một đáp các bạn dán vào các bạn. Trước kia có nhiều bạn thắc mắc là rút tiền trên với chocolate không về, nhưng hiện tại sàn Bitwap này hỗ trợ cho với chocolate luôn nha các bạn. Nên các bạn yên tâm mà làm. Thì để tham gia được lão chạy bull thì đối với những bạn nào chưa có cái đồng tốc cần BSV này thì các bạn nhấp cho bao anh cùng. Các bạn vào một exchange nè các bạn. Thì các bạn cần phải có BNB nha các bạn. Các bạn sẽ swap qua cái đồng BSV. Các bạn chọn vào BSV nha các bạn. Trên đây rồi các bạn sẽ swap qua các bạn. Thì hiện tại với giá là một token BXV kép này thì khoảng 1,3 đô các bạn. Được. Khi nó sàn khởi chạy là giá khởi điểm của nó là 0.5 và nó mức của nó cao lên là khoảng 3 đô mấy nha các bạn. Thì để được tham gia lao chạy bull này thì các bạn cần phải có con token BSV các bạn. Thì đối với những bạn nào chưa có thì các bạn nên mua trên sàn Bitswap luôn các bạn. Các bạn sẽ swap BNB qua bên BSV hoặc là USDT qua BSV nha các bạn. Sau khi các bạn có token BSV xong thì các bạn nhấp vào lao chạy bull, nhấp vào bao ảnh cùng. Các bạn nhớ connect nha các bạn, để mình connect các bạn. Các bạn móc lao chạy bull nè các bạn. Để mình đào cái đồng coin BSV này nha các bạn, rất là ngon luôn các bạn. Thì mình cũng đã test các bạn, mình đã test là mình nạp 40 token BSV này, mình đào một ngày khoảng gần 3 token BSV các bạn. Có khoảng 5 đô một ngày các bạn. Thì các bạn chọn vào một mình mới rút rồi ta. Một cộng nữa các bạn. Đây có hai mục dấu cộng và dấu trừ, các bạn bấm vào mục dấu cộng các bạn. Rồi, trên dưới các bạn có tốc cần BSV nhiêu thì các bạn muốn sẽ tách bao nhiêu thì sẽ tách nha các bạn. Mình thì mát nè. Rồi các bạn bấm vào confirm nha các bạn. Rồi các bạn bấm chấp thuận. Rồi các bạn chờ một chút xíu đây cho nó lắc nha các bạn. Ok, sau khi các bạn sẽ tách vào đây thì tự động cái con tóc cần BSV này nó sẽ đào ra các bạn, con BSV này các bạn. Để mình chờ một chút xíu các bạn có đào. Rồi ok, mình đã mới vừa setup thì nó là mình đã nhận được 0.0001 BSV các bạn. Mỗi một ngày nếu mà có khoảng bỏ ra có khoảng 50 tóc cần BSV này, các bạn đào 24 giờ có khoảng được từ 5 tóc cần BSV nha các bạn. Sau khi các bạn có tóc cần BSV này thì các bạn muốn rút lãi bất cứ lúc nào vào hoặc rút tất cả các lời cái đồng tiền staking bạn bất cứ lúc nào nha các bạn. Nếu bạn muốn rút đồng lãi thì bạn bấm vào một hash phép nè, thì tự động các bạn tốn một chút phí ga BNB thì các bạn rút về các bạn. Còn bạn muốn rút cái đồng BSV này vào thì bạn bấm vào một dấu trừ nữa các bạn. Rồi các bạn chọn vào một mắt nha các bạn, thì bạn bấm vào confirm thì tự động cái tiền lãi và cái tiền lời của tất cả các bạn, cái tiền đầu tư và cái tiền lời tất cả BSV của tất cả các bạn tự động về nha các bạn. Vì mình đã trong mấy ngày nay mình đã tìm hiểu cái dự án này thấy khá là ngon các bạn. Thì hiện tại tổng bull của nó là 165.000 đô, cái lượng giao dịch rất là cao rồi. Vì đây là một cái sàn exchange, một cái token này nó tiềm năng như là cái sàn Bankake Swap các bạn, nó có thể cho giao dịch này nọ đồ nè, có chain này, có sàn của nó nè. Mình thấy dự án này khá là ngon các bạn, và uy tín nữa. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình lau chạy bull để start tất cả BSV đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.